Năm 1010, vua Lý Thái Tổ sau khi lên ngôi đã bắt tay ngay vào công cuộc xây dựng và ổn định đất nước. Vua luôn lấy tư tưởng và những chính sách thân dân làm đường lối trị nước, lấy sự ấm no giàu mạnh và yên ổn của nhân dân làm trọng. Do đó, đất nước dưới thời vua Lý Thái Tổ thái bình thịnh trị, khắp nơi dân chúng hoan ca tấm lòng nhân đức yêu dân như con của người. Bẩm hoàng thượng, bà con trong châu rất cảm kích trước tấm lòng của người. Lần này về thăm quê hương, chậm rất vui vì thấy bà con khỏe mạnh. Châu ta năm nay mùa màng bội thu. Nếu khắp nơi trên đất Đại Việt đều ấm no thế này, thì chậm còn mong gì hơn? Bẩm hoàng thượng, đó là nhờ ân đức cao dày của hoàng thượng. Chậm có được ngày hôm nay cũng nhờ tuổi thơ được bà con trong châu cưu mang. Nay chậm có chút lòng thành với các bồ lão, mong các cụ bách niên giai lão làm chỗ dựa cho hậu sinh. Lính đầu, hãy mang tiền vàng lụa là ban cho các vị bồ lão trong châu. Tuân lệnh. Tạ ơn hoàng thượng, chúc hoàng thượng vạn thọ vô cương. Khởi bẩm hoàng thượng, việc xây dựng cung Thúy Hoa đã hoàn tất rồi ạ. Các hành làm tốt lắm. Nay đất nước yên ổn, nhưng muốn đất nước giàu mạnh cần có chính sách phát triển phù hợp. Các ái khanh, các khanh là trụ cột của triều đình, hãy đưa ra chủ kiến của mình. Thưa bệ hạ, dân ta trải qua mấy chục năm dưới thời Đinh Lê, hết loạn lạc nội chiến lại đến tranh giành quyền lực, khiến dân chúng phải tha hương, nhiều người phải chịu cảnh công cụ trước sự bạo tàn của vua đời trước. Theo hạ quan nghĩ, triều đại ta mới lập cần vỗ về làm an lòng dân chúng. Ý các khanh chấm đã hiểu. Này, chấm đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm cho cả nước, miễn thuế cho những người mồ côi, quá chồng, già yếu đã thiếu thuế lâu năm. Thưa hoàng thượng, trong đại lao của hình bộ hiện vẫn còn giam giữ 28 người man bị vua ngoại triều bắt thì sao ạ? Hãy cấp quần áo tiền vàng đưa về quê cũ. Vua mà để cho dân khổ, khác gì cha mẹ sinh con ra rồi bỏ mặc con mình. Tuân lệnh. Năm nay sinh nhật của hoàng thượng chắc sẽ tưng bừng hơn năm trước phải không tỷ? Muội nghe được điều gì sao? Tháng trước, triều đình được tin vùng biên cương phía Bắc ổn định, không bị quấy rối. Các lộ ở phía Nam đều được mùa. Chậm thấy tiết thiên thanh năm nào, các ngươi cũng phải vất vả kết núi giả tiếng cầm thú tốn bao nhiêu công sức và tiền của. Từ nay, hãy bỏ những trò này đi. Ngày tiết thiên thanh chỉ nên đặt tiệc thôi. Thần tuân chỉ. Có thể nói bao trùm toàn bộ thời gian trị vì của mình 1009-1028, vua Lý Thái Tổ đã luôn lấy sự ấm no của dân làm trọng. Vua đã nhiều lần xá thuế cho dân, tư tưởng thân dân chính là kế sách phát triển đất nước của nhà Lý, mở đầu là vua Lý Thái Tổ.